Nhạc gõ Phù Đồng là ban nhạc gia đình độc đáo trong làng nhạc cổ truyền Việt Nam. Bảy anh em gia đình trong ban nhạc như bảy nốt nhạc trong một khuôn nhạc đã đem nhạc truyền thống Việt Nam chinh phục nhiều sân khấu trên thế giới và nhiều sự kiện lớn trong nước, đồng thời viết nên một câu chuyện thú vị về sức sống kỳ diệu của thể loại nhạc này trong lòng đời sống gia đình thời hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh mà chúng ta vừa xem đó chính là ban nhạc gõ Phù Đồng, gồm có 7 nghệ sĩ, chính là 7 anh em trong một gia đình. Và đây cũng là ban nhạc tiên phong trong việc đưa âm nhạc dân tộc vào phục vụ du lịch tại Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hai thành viên trong ban nhạc gia đình này, đó là nghệ sĩ Đức Lợi và nghệ sĩ Đức Dậu. Dạ, Thanh Điền và Khánh Huyền rất vui khi hai nghệ sĩ đã đến sông đất chương trình thành phố hôm nay ạ. Xin chào Thanh Điền và Khánh Huyền. Và chào khán giả thành phố hôm nay. Và vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên của năm Giáp Ngọ cho nên cho phép Thanh Điền và Khánh Huyền cũng như quý vị khán giả xin được chúc mừng cho các nghệ sĩ một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật thành công. Và đầu tiên xin được hỏi các nghệ sĩ rằng là ban nhạc của chúng ta được thành lập như thế nào và tại sao lại có tên là Phù Đồng ạ? Quốc tế nhận định Việt Nam là một trong những quốc gia tỷ phú về bộ gõ. Cố nhạc sĩ như Nguyễn Xuân Khoát hay Lưu Ô Phước đã ngồi với chúng tôi tạo dựng lên những cái solo về bộ gõ. Và chính có cái sức mạnh bộ gõ đó mới nói được cái tính hiện đại, cái mạnh mẽ trong âm nhạc dân tộc. Và chúng tôi thành lập lên đoàn nhạc gõ. Và tại sao lại có tên là Phù Đồng ạ? Dân tộc ta đã có làng Phù Ủng, đã có ông Gióng, đã thúc quân, đã lấy một cái trống để mà thúc quân. Và chính cái làng Phù Ủng đó sản sinh ra cái trống. Cho nên là chúng tôi lấy đoàn nhạc gõ Phù Đồng. Chữ Phù Đồng trùng với lại là bảy anh em đều là trẻ cả. Cái khi thành lập đoàn nhạc gõ Phù Đồng này rất trẻ, anh em còn rất trẻ chứ không như bây giờ là tóc bạc. Không, bây giờ tâm hồn vẫn trẻ. Dạ. Sức sáng tạo vẫn còn trẻ là được rồi. Tính đến nay thì ban nhạc của mình thành lập được bao nhiêu lâu rồi? Ban nhạc của chúng tôi thành lập từ năm 1980. Chúng tôi đánh những cái tác phẩm gõ nhân cái ngày xuân thì tiếng pháo đêm giao thừa nổ vang lên để nói đến ngày Tết cổ truyền. Chúng tôi đánh vào những cái tang trống để mà mô phỏng lại cái tiếng pháo tách 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 ơi bùm, xong rồi tiếng tích tắc của đồng hồ chuyển giao năm cũ đã qua năm mới tới thì tích tắc tích tắc tích bong. Thì tác phẩm đó đánh lên thì mọi người Việt Nam sau khi diễn xong thì bảo tôi đã ngửi được mùi bánh chưng, tôi đã ngửi được mùi nhang. Và có những người tôi nhớ Việt Nam vì gia đình nhà tôi gói bánh chưng giã giò để chuẩn bị cho ngày Tết thì đã tạo cho người ta nhớ quê hương. Thanh Điền thấy là gia đình của mình có tới 7 thành viên đi theo âm nhạc và đều được học tập tại các trường nhạc chuyên nghiệp cũng như là tham gia biểu diễn trong các đoàn nhạc chuyên nghiệp. Vậy thì xem ra là gia đình mình có một truyền thống âm nhạc lâu đời đúng không ạ? Được bao nhiêu thế hệ rồi ạ? Thường mọi người hay gọi là con nhà nòi, có phải không ạ? Thực ra nếu mà nói con nhà nòi thì chưa phải. Vì ông cụ thân sinh ra tôi á, lại làm ở nhạc kỹ thuật. Rồi bà mẹ thì lại được ông bố tôi lại phân công để chăm sóc con cái. Đó. Chứ còn nếu không ai chơi nhạc, nhưng đặc biệt bà mẹ tôi thì lại này ủng hộ và thích thú âm nhạc một cách tuyệt vời. Vừa mới thấy các con yêu thích nghệ thuật những cái là bà con thích mua cái cồng, thế là bà chi tiền mua cọc, chi tiền mua trống, thế là chú Đức Dũng từ cái chỗ yêu thích đó, cho nên là dạy từ cái ông thứ hai tới em thứ hai của tôi, cho nên là Đức Tân rồi các thứ cả Đức Tân, Đức Dậu, Đức Bình, Đức Quang vân vân, và đến ông nhạc Tây này đang sập sinh thì bây giờ để sang tắc 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 tùng tùng tắc tắc tùng tùng. Như vậy thì vẫn là con nhà nòi đấy. Không gọi là con nhà nòi mà con nhà yêu nghệ thuật. Nhưng mà Thanh Điền có một thắc mắc là bộ gõ có gì đặc biệt mà cả gia đình mình đều đi theo bộ gõ à? Cái ấn tượng nhất lại chính là người Việt Nam chúng ta. Tại sao tiếng tù và thổi hay thế? Tiếng đàn bầu bằng gốc tre, tiếng xanh xưa cặp kè của Quảng Nam Đà Nẵng đã nói lên được cái âm vang, cái nội tâm của dân tộc mà lại không những người Việt Nam biết hát mà lại người Việt Nam đã tạo lên cả thiên nhiên biết hát, cả tiếng côn trùng biết hát bằng những cái nhạc khí đó, biết hát cả những tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng suối chảy. Đó là
cái mạnh mẽ trong con người Việt Nam. Vâng, và trong dàn bộ gõ như vậy thì biệt tài riêng của từng người là gì ạ? Thế tôi nói ví dụ như là chú Đức Dụng. Người ta thế giới thì công nhận chú là coi như làm phép phù thủy trên dàn trống Việt Nam. Chỉ có mỗi các tăng thùng rụp thôi. Tiếng pháo thì tôi có em út Đức Quang thể hiện rất là hay. Còn cái chúm tre thì bác trưởng này không ai đánh để mà thể hiện là cái thăng hoa trong cái ngày hội, những cái tiếng pháo mừng xuân, có cái ngày vui vẻ, tiếng múa lân đánh lên là chăn 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 rung tung tung cắt tung tung từ rung đấy, thì thấy là thì con người chỉ huy tổng thể để mà lôi cuốn, vừa đánh trống vừa lại cả những hình thức nó như là con lân, để một cái tinh thần ngày hội thì có một người chỉ huy, đó là ông anh nhà tôi đó là. Và chắc là bây giờ khán giả cũng đang rất là tò mò muốn xem là các thành viên trong ban nhạc Phù Đổng biểu diễn như thế nào. Thì thôi bây giờ mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng thưởng thức những hình ảnh sau đây. Điểm làm nên sự độc đáo của ban nhạc dân tộc Phù Đổng chính là ở niềm say mê nhạc dân tộc đều lan tỏa đến mọi thành viên, dâu, rể, con cái trong nhà. Ngôi nhà của mỗi người trong 7 anh em ban nhạc đều là cả một bảo tàng sống về nhạc dân tộc, với bộ sưu tập đủ các loại nhạc võ truyền thống các vùng miền trong cả nước. Đặc biệt, mỗi gia đình riêng của đoàn nhạc Phù Đổng đều là một ban nhạc nhỏ với sự điêu luyện đủ các món nghề, một mạch nguồn rào rạt của văn hóa truyền thống dân tộc vẫn đang rạt rào trong các thế hệ. Qua những sự chia sẻ của hai nghệ sĩ thì Huyền và Thanh Điền cũng hiểu được tại sao mà trải qua cái thời gian hội nhập với lại mảnh đất phương Nam, nghệ thuật của dàn nhạc Phù Đổng của chúng ta vẫn tồn tại, phát triển và thậm chí bây giờ còn có Phù Đổng 2 nữa. Và thậm chí là những người con, người cháu trong gia đình mình, các nghệ sĩ cũng đưa theo học âm nhạc chuyên nghiệp hết phải không ạ? Về ở trong nhà ông bố tôi này và bà mẹ tôi ấy, là rất quan tâm đến gọi là chữ gia học. Thế thì cụ mới bảo các con nếu đã học âm nhạc thì bây giờ trong anh em đã được học cái gì thì phải dạy cho các em. Thế cho nên dạy như thế nào, dạy ở trong nhà. Thế thì những âm nhạc riêng bộ gõ này không có thầy. Thế thì chú Đức Dũng và mới dạy cho chú em tôi, từ chú này là học trò số 1 này. Thế xong ông học trò này lại dạy cho con của cô em gái nữa. Và bây giờ thì tất nhiên cũng là giáo viên ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì tất cả những cái đó đầy tự hào mà chúng tôi gọi là gia học. Cái lôi kéo chúng tôi 7 anh em đều đi vào một cái lĩnh vực này, rồi tiếp tục lôi kéo đến cả các cháu của chúng tôi. Thì cái thực ra nó là cái mà bố mẹ thôi là cái người đam mê đã đành, là nó tạo cho cái lôi cuốn cả một cái thế hệ gia đình, rồi nối tiếp cái sự bền vững đấy, cái tinh thần đấy của gia đình. Hôm nay thì ngày đầu năm đầu tháng, Thanh Điền, Khánh Huyền cũng như là quý vị khán giả đã lắng nghe những cái chia sẻ, những nguyện vọng của các nghệ sĩ. Và Huyền tin rằng những điều mà các nghệ sĩ mong muốn thì tất cả mọi người đều mong cho các nghệ sĩ thành công được với những cái điều mình mong muốn đó. Và riêng Thanh Điền, Khánh Huyền thì thấy sự tâm huyết của hai nghệ sĩ, mong rằng là cái ngọn lửa đó vẫn luôn cháy để làm sao truyền tải cái ngọn lửa đó cho thế hệ mai sau, giữ được cái truyền thống âm nhạc của đất nước. Yeah. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ Đức Lợi và nghệ sĩ Đức Dậu đã tham gia chương trình ngày hôm nay, song đất chương trình thành phố hôm nay, với những chia sẻ hết sức thú vị. Và năm mới xin được chúc cho đại gia đình của mình sẽ luôn giữ được cái niềm đam mê với nghệ thuật, đam mê với bộ nhạc gõ, để có thể tiếp tục cống hiến cho khán giả trong và ngoài nước những tiết mục biểu diễn đặc sắc. Cảm ơn. Qua đây chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn các bạn, và thực sự là cảm ơn những người dân của thành phố đã yêu mến chúng tôi.